Julie xin mến chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada và chúng ta lại gặp nhau cuối tuần, bản tin thứ 6 ngày 25 tháng 10. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn. Và trước khi vào bản tin ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta hãy cùng làm một cái trắc nghiệm vui trước khi vào bản tin. Nếu như quý vị đang theo dõi và quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh, bốn cái hình ảnh, bốn chiếc ghế mà ban biên tập chúng tôi đã chuẩn bị và quý vị hãy dùng 5 giây nhìn qua bốn cái mẫu ghế này và quý vị hãy chọn giúp Julie chọn một cái chiếc ghế nào mà quý vị nghĩ rằng là ấn tượng nhất để có thể biết được là những cái điều xảy ra trong những tuần tiếp theo dành cho tất cả quý vị. Chúng tôi có bốn cái hình thưa quý vị với bốn cái màu sắc chiếc ghế khác nhau. Và nếu như quý vị đã chọn được cái chiếc ghế mà mình đã mong đợi rồi thì mời quý vị hãy lắng nghe một số chia sẻ và trắc nghiệm vui ở sau. Nếu như quý vị chọn chiếc ghế màu xanh lá cây thì xin chúc mừng vì trong thời gian tới quý vị sẽ nhận được rất là nhiều vận may. Cuộc sống không chỉ là thoải mái, thuận lợi hơn mà những áp lực ở trong quá khứ cũng dần sẽ tan biến. Không chỉ vậy, chiếc ghế màu xanh này cũng có thể nâng lên và hạ xuống và điều đó là tiết lộ rằng trong thời gian tới, cuộc sống của quý vị dường như là sẽ có một quý nhân để có thể hỗ trợ cho quý vị. Và mọi thử thách dù xuất hiện thì cũng sẽ tìm được một cái giải pháp hợp lý để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, gam màu xanh còn tiết lộ những cái dự án của quý vị đang thực hiện sẽ có triển vọng tích cực hơn. Và hơn hết, sau những sóng gió và khó khăn, thì tâm hồn của quý vị sẽ luôn được chữa lành bởi những người bạn yêu quý. Và nếu như quý vị chọn chiếc ghế số 2, thì đây sẽ là một thông điệp gửi cho quý vị trong 2 tháng tới. Vận may của quý vị dù ít hay là nhiều thì vẫn sẽ mang tới cho quý vị một cuộc sống rất là bình yên. Và ngoài ra trong thời gian này, việc nuôi dưỡng nội tâm và trí tuệ là một trong những điều quan trọng nhất giúp cho quý vị có thể hoàn thành được những ước mơ đang còn dang dở. Và chỉ khi nào mà trang bị cho mình những kiến thức hoặc là năng lực hợp thời gian mới có thể gánh vác được những thành công trong tương lai. Và sự lựa chọn này cũng cho thấy rằng dù trong thời gian tới quý vị có gặp những cái bế tắc hay là khó khăn nào đi chăng nữa thì bản thân quý vị vẫn có rất là nhiều sự lựa chọn. Chính vì vậy mà hãy bình tĩnh và lắng nghe và đưa ra những lựa chọn tối ưu nhất cho mình. Và nếu như quý vị chọn chiếc ghế số 3 thì về những khởi đầu mới, đó là sự hào hứng và trong 2 tháng tới vận may vẫn sẽ cận kề ở bên quý vị. Và màu này, màu hồng thưa quý vị, một sự mơ mộng và tự nhiên cũng có thể mang tới cho quý vị những rắc rối nếu như không có sự chuẩn bị kỹ càng. Cho nên quý vị hãy tỉnh táo, sáng suốt để có thể đón nhận những cơ hội mới. Và nếu như quý vị chọn chiếc ghế số 4 là màu cam thưa quý vị, màu này rất là ấn tượng và cuộc sống của quý vị dự báo trong thời gian tới sẽ có rất nhiều sự thay đổi tích cực. Đây là khoảng thời gian không chỉ mà vận may đến, mà sẽ có những quý nhân cũng sẽ xuất hiện để có thể giúp quý vị gặt hái được nhiều thành quả hơn. Do vậy, đi kèm với những cơ hội mới là những áp lực và thách thức không nhỏ. Điều này cần phải có sự kiên cường, quyết tâm, không bỏ cuộc để có thể hoàn thành mọi mục tiêu. Và bên cạnh đó, đừng quên thư giãn để cho cuộc sống chúng ta được cân bằng hơn. Julie hy vọng rằng cái trắc nghiệm vui này sẽ mở đầu và mang tới cho quý vị một chút thú vị. Tất nhiên là một chút trắc nghiệm vui thôi quý vị, không có mang tính là mê tín dị đoan, nhưng mà sẽ là một cái niềm vui và một cái niềm tích cực mang tới cho cuộc sống của tất cả chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quay trở lại với bản tin tối ngày hôm nay, thì các quan chức đã xác nhận động đất ở phía bắc Alberta. Rất may là không có thông báo về thiệt hại hoặc là thương tích nào đã được đưa ra, nhưng mà các quan chức đã xác nhận rằng một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra cách Grand Prairie của Alberta, 39 km về phía nam vào ngày 24 tháng 10. Và trong một bài đăng ở trên trang web của chính phủ liên bang, các quan chức tại đây cho biết rằng trận động đất này là được cảm nhận nhẹ thôi và xảy ra vào lúc 3 giờ 13 phút chiều. Và sự kiện này là trận động đất thứ hai thưa quý vị đã được xác nhận ở Alberta trong tháng này. Vào ngày 6 tháng 10 thì cũng đã có một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter và đã xảy ra cách Grand Prairie khoảng 95 km về phía đông nam. Trong sự kiện đó cũng rất là may mắn khi mà không có thiệt hại hoặc là cũng không có thương tích nào đã được báo cáo. Quay trở lại với những gì đang diễn ra tại Canada và chúng ta nói nhiều nhất về chính sách định cư mới của Canada.
Và cộng đồng doanh nghiệp ở BC đã phản ứng với các mục tiêu nhập cư mới và họ nói rằng không phải thời điểm thích hợp để thực hiện điều này. Phản ứng tại BC đang đổ dồn về thông báo của Canada là sẽ giảm 21% số lượng thường trú nhân mới vào năm tới. Và như quý vị đã biết là Thủ tướng Justin Trudeau cùng với Bộ trưởng Di trú ông Mark Miller đã công bố sáng kiến này vào ngày 24 tháng 10 và đây là một phần của một loạt những thay đổi lớn đối với các mục tiêu nhập cư mà Thủ tướng cho biết nhằm mục đích đó là đóng băng tốc độ tăng trưởng dân số của chúng ta. Người phát ngôn tạm thời và là giám đốc chính sách, nghiên cứu của Hội đồng Thương mại ở Surrey, BC đã cho biết rằng họ cảm thấy thất vọng về sự thay đổi này đã xảy ra. Năm ngoái thì cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi đã được đưa ra con số là 500.000 người trong vài năm tới và các doanh nghiệp đã chuẩn bị cho tình huống đó. Còn bây giờ, việc mà chính phủ đến và thay đổi chính sách nhập cư của họ sau một năm, thậm chí là chưa đến một năm, thực sự đã cản trở khá nhiều về khả năng lập kế hoạch tăng trưởng và ổn định của chúng tôi. Những người nhập cư đến Canada và BC vì họ thấy cần phải lấp đầy những vị trí việc làm và hỗ trợ các ngành công nghiệp. Và các doanh nghiệp đã nói với chúng tôi trong nhiều năm nay rằng họ đang có tình trạng thiếu hụt lao động và có một sự không phù hợp giữa những kỹ năng có sẵn ở trên thị trường lao động Canada hiện nay và những kỹ năng mà chúng tôi cần trong những công việc đang tuyển dụng và có thể là sẽ được tuyển dụng thông qua nhập cư. Chúng tôi tin rằng đây không phải là thời điểm thích hợp, đây không phải là cách thích hợp để có thể triển khai những thay đổi phi thường như thế này. Và các nhóm bảo vệ quyền của người di cư cũng cho biết rằng hành động này đang gây tội cho người nhập cư. Quyết định cắt giảm số lượng thường trú nhân của chính phủ là sự đầu hàng đáng xấu hổ trước tình trạng bài xích người nhập cư đang gia tăng trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm giành lại sự ủng hộ về mặt chính trị. Những thay đổi này sẽ buộc những người di cư phải có tình trạng tạm thời hoặc là không có giấy tờ, nơi mà họ sẽ dễ bị bóc lột và lạm dụng hơn nữa. Theo phát ngôn viên của mạng lưới bảo vệ quyền di cư đã cho biết, và việc mà giảm lượng thường trú nhân cũng sẽ khiến cho những người di cư dễ bị tổn thương, có ít con đường hơn để có thể cư trú. Sự thay đổi này báo hiệu với phần còn lại của thế giới rằng Canada không có một chính sách phù hợp. Và điều này có thể sẽ khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn đến BC phải sợ hãi và thay đổi kế hoạch của mình. Chúng ta cần phải bảo đảm rằng chúng ta đang đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động và bảo đảm rằng chúng ta đang tạo ra một hệ thống, một môi trường thuế và một môi trường về pháp lý để cho phép những nhà sản xuất này hoặc là những người tạo ra việc làm này ở lại Canada, ở lại BC và cụ thể là ở lại Surrey. Và không biết quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào với những chia sẻ và thông báo vừa rồi? Julie rất là mong muốn lắng nghe quan điểm của quý vị. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì Ontario cũng nói rằng họ có kế hoạch sẽ cấm sinh viên quốc tế vào trường y bắt đầu vào năm 2026. Và tỉnh này cho biết rằng ít nhất là 95% số xuất vào trường y sẽ được dành riêng cho cư dân Ontario và phần còn lại sẽ dành riêng cho sinh viên từ những vùng khác của Canada. Và tỉnh cũng đang mở rộng một chương trình bao gồm học phí và những chi phí giáo dục khác để bao gồm cả những sinh viên cam kết sẽ trở thành bác sĩ gia đình và ở lại làm việc tại Ontario. Chương trình tài trợ dự kiến sẽ có chi phí là 88 triệu đô và được mở rộng cho 1.360 sinh viên đại học đủ điều kiện. Và chương trình sẽ cho phép thêm 1,36 triệu người Ontario có thể kết nối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trường cao đẳng bác sĩ gia đình Ontario cho biết rằng 2,5 triệu người tại tỉnh bang này hiện nay không có bác sĩ gia đình. Và cũng liên quan thưa quý vị, thì Brampton đang tìm kiếm một sự hỗ trợ để ngăn chặn tình trạng bóc lột, buôn bán sinh viên quốc tế. Và vào ngày 23 tháng 10, thì các viên chức thành phố và đại diện từ một số tổ chức dịch vụ xã hội đã tổ chức một cuộc họp để có thể kêu gọi hai cấp chính quyền khác hành động nhiều hơn để chống lại thứ mà thị trưởng Brampton gọi là bệnh ung thư trong xã hội và đất nước của chúng ta. Điều đó xảy ra ngay trước mắt và rõ ràng là ở khu vực vùng Peel. Chúng ta dễ bị tổn thương hơn. Và quý vị biết đấy, ở sân bay quốc tế, với xa lộ chính hay là trung tâm liên vận, và chúng ta đang ở điểm giao thoa của căn bệnh ung thư này trong xã hội của chúng ta. Thị trưởng ông Patrick Brown đã chia sẻ. Kể từ năm 2020, cảnh sát khu vực vùng Peel là PRP đã buộc tội 160 người với hơn 650 tội danh buôn người. Và ông Brown đã chỉ ra rằng cho đến nay, trong năm nay, cảnh sát địa phương
những người đã thành lập một đơn vị chuyên chống buôn người, đã tiến hành 110 cuộc điều tra về nạn bóc lột và buôn người so với con số 127 cuộc trong cả năm 2023. Và ông cũng cho biết rằng, Brampton, nơi mà có số lượng sinh viên quốc tế cao nhất cả nước, đang sử dụng mọi công cụ có thể để có thể chống lại tệ nạn này, bao gồm giáo dục các hãng hàng không và khách sạn những địa phương về những điều cần chú ý, thiết lập điều lệ sinh viên quốc tế cho những tổ chức sau trung học và tạo ra vấn đề cấp phép cho thuê nhà ở, giải quyết những bất động sản cho thuê có vấn đề cùng nhiều việc khác. Gần đây, các thanh tra viên đã phát hiện ra 18 người thuê nhà là nữ đang sống trong điều kiện bấp bênh trong một đơn vị nhà ở và vấn đề đó hiện đang nằm trong tay cảnh sát vùng Peel. Hội đồng thành phố cũng đề xuất những dịch vụ toàn diện được hỗ trợ bởi mọi cấp chính quyền để có thể giải quyết nạn buôn người và bóc lột sinh viên quốc tế dễ bị tổn thương ở Brampton và cũng như trên khắp cả nước, bao gồm việc tạo ra một chương trình thí điểm 3 năm nhạy cảm về mặt văn hóa tại Brampton. Mô tả, trung tâm được thiết kế để có thể cung cấp hỗ trợ toàn diện cho sinh viên quốc tế từ hỗ trợ định cư, nhà ở cho đến hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và nạn buôn người. Sự hỗ trợ này sẽ có thể cung cấp các dịch vụ mà họ cần để cảm thấy an toàn và bảo đảm trong một môi trường tôn trọng các khu vực văn hóa. Brampton không thể tự mình làm điều này, và chúng tôi chỉ đang phản ứng với vấn đề về di truyền này và đã đến lúc mà những người có thẩm quyền phải làm điều gì đó có ý nghĩa. Ngoài ra, cũng muốn chính quyền liên bang và tỉnh hãy cung cấp kinh phí cho những tổ chức về dịch vụ xã hội để họ có thể giúp đỡ những sinh viên quốc tế dễ bị tổn thương, những người đã bị bóc lột hoặc là buôn bán cũng như là xem xét lại những chính sách dành cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là giới hạn về giờ làm việc hiện tại, mà mọi người cho biết rằng điều đó đã đẩy sinh viên quốc tế vào những công việc không an toàn, bất hợp pháp và khiến họ có nguy cơ bị bóc lột cao hơn nữa. Chúng ta cũng cần phải có biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn trước những mối đe dọa về trục xuất, đặc biệt là đối với những người bị ép buộc vào nghề mại dâm. Và đồng thời, Hội đồng thành phố cũng nói thêm rằng hầu hết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề đang mang tính hệ thống này nằm ngoài thẩm quyền của Brampton. Và hiện tại, sinh viên quốc tế được phép làm việc ngoài giờ lên tới 24 giờ một tuần trong năm học chính. Và khi nói tới nghề mại dâm, chính phủ đã liệt kê loại hình công việc này ngay cả khi mà bị ép buộc hoặc là cưỡng bức hoặc là những căn cứ để trục xuất. Và hội đồng cũng lưu ý, lý do chính xác đằng sau điều này vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại, Canada cũng không có một biện pháp bảo vệ nào để có thể bảo vệ sinh viên quốc tế là nạn nhân của loại tội phạm này và muốn báo cáo với chính quyền. Nạn nhân của nạn bóc lột và buôn người thường gặp khó khăn về tài chính khi mà họ phải vật lộn để tìm kiếm nhà ở giá rẻ và những sự hỗ trợ khác. Nhiều phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ trẻ đang bị ép buộc vào những tình huống nguy hiểm, bị đe dọa trục xuất và bị ép làm gái mại dâm và âm thầm tự lo cho bản thân để họ trong hoàn cảnh bấp bênh và nguy hiểm. Đây không phải là Canada mà chúng ta biết, và chúng ta đang thấy quá nhiều ví dụ về điều đó. Và họ cũng đã chỉ ra rằng, những quảng cáo trực tuyến gần đây được lan truyền ở trên mạng xã hội dường như là nhắm vào những sinh viên nữ và cung cấp cho họ những thỏa thuận về lợi ích tình cảm để có lời và đổi lấy tiền thuê nhà. Các quảng cáo tương tự như là mời chào việc làm trả tiền mặt cho những bạn gái trẻ thường được đăng ở trên tài sản ở bên ngoài những địa điểm thờ cúng ở địa phương và các cơ sở giáo dục sau trung học. Và hôm nay, chúng tôi đoàn kết và lên án nạn bóc lột và buôn bán sinh viên quốc tế, đặc biệt là những bạn trẻ đến đây với ước mơ có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng lại gặp phải những khó khăn không thể tưởng tượng được. Sự bóc lột này là không thể chấp nhận được ở Brampton và ở đất nước của chúng ta, và nó phải chấm dứt. Brampton, như mọi khi và như quý vị đã biết, với sự đa dạng và sức mạnh đáng kinh ngạc của chúng tôi, có vị thế độc nhất để có thể tìm ra những giải pháp và giải pháp phản ánh trái tim và khả năng phục hồi của cộng đồng chúng tôi. Lưu ý rằng sinh viên quốc tế nên mong đợi đến Canada là không sợ bị bóc lột hoặc là bị ép buộc vào nghề mại dâm và có thể tận hưởng thành công to lớn trong quá trình học tập của mình. Đó là giấc mơ của người Canada. Quý vị có thể đến từ bất cứ nơi nào trên thế giới và thành công ở đây, nếu như quý vị sẵn sàng làm việc và chăm chỉ. Nhưng với nhóm sinh viên quốc tế, chúng ta cần phải bảo đảm rằng những cá nhân dễ bị tổn thương hơn, không bị lợi dụng, và đó là điều mà các nghị viên hiện nay đang can đảm nêu ra. Và thưa quý vị, nói tới vấn đề mà chia sẻ ý kiến và bình luận ở trên bản tin,
Thì một lần nữa, ban biên tập cũng như là Duy Ly muốn thông báo tới quý vị rằng, tại vì có quý khán thính giả cũng nói rằng là tại sao Tin Người Việt Canada luôn luôn kêu gọi quý vị hãy chia sẻ quan điểm của mình để thể hiện sự tự do như đất nước của chúng ta, nhưng mà lại xóa bình luận. Thì thực sự là quý vị, chúng tôi một lần nữa nói rằng là chúng tôi không xóa bất cứ một bình luận nào của quý vị cả. Mọi cái bình luận của quý vị vẫn còn y nguyên. Nếu như những cái ý kiến bình luận của quý vị mà ban biên tập xóa thì họ sẽ gửi một cái gọi là một cái lưu ý đến cho quý vị để quý vị biết rằng là chúng tôi đã xóa hoặc là remove cái quảng cáo, cái bình luận của quý vị, thì đó nó là cái xác nhận như vậy. Còn ngoài ra có những cái bình luận mà có thể là mang tính trái chiều hoặc là nó đi ngược lại với những cái quy định của YouTube thì họ sẽ không approve và chúng tôi cũng không thấy được những cái nội dung đó. Đó là cái lý do, chứ không phải là chúng tôi xóa bất cứ một cái bình luận nào của quý vị cả. Tất cả ý kiến của quý vị, dù là quan điểm như thế nào, ủng hộ đảng nào, thì đều được hoan nghênh và chúng ta chia sẻ cái điều đó ở một cái khía cạnh là tích cực nhất ở trong bản tin. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã dành thời gian để có thể bình luận và góp ý cho bản tin ngày càng hữu ích hơn. Và tiếp tục bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị, thì Canada Post hiện đã có thể vận chuyển vũ khí bị cấm. Chính phủ liên bang đang trao cho Canada Post khả năng có thể lưu trữ và vận chuyển những vũ khí bị hạn chế hay được gọi là bị cấm theo quy định mới, chương trình gọi là mua lại súng bán lẻ và tiến gần hơn tới một bước và đến giai đoạn bắt đầu. Một lệnh của hội đồng có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 để cho phép rằng lấy vũ khí tấn công bị hạn chế khỏi két sắt, vận chuyển và cuối cùng là tiêu hủy nó. Và Canada Post hiện nay có thể vận chuyển những loại vũ khí này. Hơn 1.500 mẫu vũ khí đã bị hạn chế vào tháng 5 năm 2020 sau vụ xả súng hàng loạt ở Nova Scotia và khiến 23 người thiệt mạng. Chính vì vậy mà Bộ trưởng An toàn Công cộng là Dominic LeBlanc đã cho biết rằng chương trình gọi là mua lại đã hứa từ lâu và sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay. Đầu tiên, chính phủ sẽ mua vũ khí hạn chế từ những cửa hàng bán lẻ và tiêu hủy chúng trước khi có thể bắt đầu mua lại từ những người hoặc là những cơ sở vũ khí vào năm sau. Và cho đến nay, thì lệnh ân xá theo Bộ Luật Hình sự đối với việc sở hữu vũ khí tấn công hạn chế đã được gia hạn 2 lần và hiện sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Canada Post trước đây, thưa quý vị, đã tuyên bố rằng họ không muốn cho nhân viên của mình phải tham gia vào chương trình vận chuyển này, nhưng hiện nay mọi thứ đã thay đổi. Và thưa quý vị, một lần nữa thì chúng ta cùng nói về cái việc mà khấu hao 30 năm. Thì một số lý do của một số nhà môi giới về bất động sản họ nói rằng là đây là một cái bẫy. Và chính phủ liên bang đã cho phép khấu hao về thế chấp 30 năm đối với những người mà mua nhà lần đầu và hoặc là mua nhà mới xây bắt đầu vào tháng 8, và những quy định mới sẽ được mở rộng vào tháng 12 cho tất cả những người muốn mua nhà mới xây. Và mặc dù những khoản thanh toán hàng tháng được cho là sẽ thấp hơn, nhưng mà những khoản về thế chấp có thời gian khấu hao dài hơn thì sẽ khiến cho số tiền lãi mà người mua phải trả theo thời gian tăng lên rất nhiều. Và chính vì vậy mà các chuyên gia nói rằng các ngân hàng sẽ kiếm được bộn tiền. Theo Phó Chủ tịch Thế chấp Thương mại của TM Financial Group đã cho biết, việc tăng khấu hao là một cái bẫy mà quý vị sẽ phải làm việc sau khi nghỉ hưu. Nhiều người mua nhà mới mua ngôi nhà đầu tiên của họ ở độ tuổi 40. Điều đó có nghĩa là về cơ bản, quý vị sẽ phải tăng tuổi nghỉ hưu của mình từ 65 lên 70. Và việc gia hạn khấu hao cho những khoản khấu hao thế chấp được bảo hiểm là một trong những nhiều biện pháp do chính phủ liên bang đưa ra nhằm cố gắng làm cho nhà ở Canada dễ dàng và dễ mua hơn. Mục đích là để cho những người Canada trẻ tuổi và những người mua nhà lần đầu có thể dễ dàng có được ngôi nhà đầu tiên của mình, theo bà Freeland cho biết vào ngày 16 tháng 9. 5 năm thêm đó có thể giúp cho một số người mua nhà lần đầu tham gia vào thị trường nhưng mà phải trả thêm một chút chi phí. Phân tích chi tiết về số tiền mà một người có thể sẽ phải trả thêm cho chi phí lãi suất nếu như họ chuyển từ mortgage 25 năm sang 30 năm, thưa quý vị. Ví dụ như là tổng số tiền lãi phải trả cho khoản thế chấp 950.000 đô với lãi suất là 4,5% sẽ là khoảng 492.441 đô cho kỳ hạn khấu hao 20 năm. Và nếu như 25 năm thì con số sẽ là 634.123 đô. Và điều gì xảy ra
30 năm sẽ là con số 782.864 đô. Nhưng mà các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng của mỗi kỳ hạn khấu hao sẽ là khoảng 6.010 đô cho kỳ hạn là 20 năm. Khoảng 5.280 đô nếu như thời hạn khấu hao là 25 năm. Và 30 năm thì con số này sẽ giảm xuống là còn 4.815 đô. Vậy thì nó có thể sẽ phù hợp với mỗi người và mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng quay trở lại, theo các chuyên gia thì kế hoạch khấu hao 30 năm cũng là một tin tốt cho những nhà mà đang phát triển hoặc là chủ ngân hàng. Nhưng cuối cùng người mua sẽ phải trả giá với những khoản về lãi suất bổ sung. Sử dụng ví dụ vừa nói trước đó của mình thì bất kỳ ai mà chuyển từ khấu hao 25 năm sang 30 năm sẽ phải trả ít hơn là 466 đô cho những khoản thanh toán hàng tháng của mình. Tuy nhiên thì phải mất thêm 5 năm nữa và quý vị sẽ phải trả số tiền lãi là 148.475 đô. Tại Hoa Kỳ thưa quý vị, người Mỹ được phép khấu trừ lãi suất thế chấp mà họ trả cho ngôi nhà của mình vào thuế. Và một ý tưởng có thể có lợi cho người Canada. Ý tôi là họ làm điều đó ở Hoa Kỳ và tôi không biết tại sao họ lại không làm điều như vậy ở Canada. Và điều đó đang trở nên quá đắt đỏ và nó làm nản lòng những người trẻ tuổi của chúng ta. Thế chấp dài hạn hơn có thể sẽ giúp cho một số người Canada tham gia vào thị trường nhà ở trong thời gian ngắn hạn hoặc là ngay bây giờ một cách dễ dàng. Nhưng mà tính về lâu dài thì có thể sẽ thiệt thòi cho họ. Với khoản thế chấp 30 năm thì người mua nhà có thể cố gắng thanh toán thêm hàng tháng hoặc là bất cứ khi nào có thể để có thể cố gắng giảm số dư của mình. Và thưa quý vị, như Julie vừa nói về vấn đề này thì có lẽ đó là một sự lựa chọn. Quý vị chọn ngắn hạn, dài hạn hay là mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một quý khách hàng của Mimi Nguyễn là chuyên gia mortgage tại Toronto và vùng phụ cận có thể chia sẻ để chúng ta có được một cái nhìn và nhiều câu chuyện khác nhau. Xin chào quý vị và khán giả của chương trình Người Việt Canada. Có một sự thật là năm 2024 có khoảng 2.2 triệu khoản thế chấp hay là mortgage sẽ được gia hạn và chúng trị giá khoảng 250 tỷ đô la ở Canada. Thì Mimi xin được phép chia sẻ một cái câu chuyện về một vị khách hàng mà đến hạn, renew hay gia hạn của Mimi gần đây. Chị Kim thì mua một căn nhà vào năm 2019 với lãi suất cố định trong vòng 5 năm thì hay còn gọi là fixed rate mortgage, trị giá khoảng 800.000. Thì đến năm 2024 sẽ đến lúc chị Kim phải gia hạn. Ngân hàng hiện tại của chị Kim thì offer chị Kim với cái lãi suất là 5.59% trong 3 năm. Có thể nói là 1,5 tháng trước khi mà Mimi làm cái clip này. Chị Kim có kết nối với Mimi qua những cái nền tảng mạng xã hội. Và chị nói với tôi rằng chị chỉ định hỏi chơi thôi, nhờ tư vấn thử xem sao. Nhưng mà quý vị thử đoán xem ạ. Đúng rồi, Mimi đã điều chỉnh cái thời hạn thế chấp từ 25 năm quay lại thành 30 năm. Đồng nghĩa với việc là có thể làm giảm số tiền chị Kim phải trả hàng tháng, giúp cho chị Kim có thể nói là nhẹ gánh một chút, nhất là với cả thời điểm hiện tại. Không những thế, chị Kim còn được nhận một số tiền khuyến mại hoàn tiền hay còn gọi là cashback promotion, có thể giúp chị Kim trả những cái vấn đề như là thẩm định hay còn gọi là appraisal hay là cũng như là chi phí luật sư. Nhìn chung thì Mimi đã giúp khách hàng tiết kiệm được 230 đô một tháng chỉ thông qua một cuộc điện thoại. Cho nên lời khuyên chân thành đối với các quý vị đang xem cái clip này đó là quý vị cứ mạnh dạn mà contact những cái người mortgage agent, những cái người làm trong bank hay là Mimi để thử xem là chúng tôi có thể giúp quý vị và các bạn có thể tiết kiệm được không nhé. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn Mimi rất là nhiều. Và tiếp theo thưa quý vị là những chia sẻ của Jenna Nga Nguyễn, chuyên viên tư vấn địa ốc tại Alberta, có thể nói về luật mua nhà dành cho nước ngoài và những cái ưu đãi dành cho những cái quý vị nào mà mua nhà đặc biệt là ở thành phố Calgary. Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình tin tức người Việt ở Canada. Xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình bất động sản tại Canada. Mình là Nga Jenna Nguyễn. Nga là Realtor ở Remax Central ở thành phố Calgary, Alberta.
Thì hôm nay chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái luật mà người nước ngoài có mua nhà ở Canada được hay không. Như quý vị và các bạn đã biết thì trước đây năm 2022 trở về trước thì cho dù bạn có là visitor, chỉ là khách đi du lịch qua đây hoặc là bạn có work permit, có nghĩa là ai cũng có thể mua nhà ở Canada được mà không có bị rào cản gì cả. Nhưng mà để cái kiểm soát cái chuyện mà giá nhà tăng rất là nhanh trong thời gian qua thì chính phủ Canada đã ban hành luật để mà hạn chế việc người nước ngoài mua nhà ở Canada. Luật đó như thế nào thì chúng ta sẽ nói chuyện thêm một chút xíu ha. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì Canada là ban hành luật là không có cho người nước ngoài mua nhà ở Canada nữa, chỉ dành cho người có permanent resident là thường trú nhân ở đây và Canada. Thì luật đó là mọi người là phản đối bởi vì là những người mà có work permit, những người đang đi làm và đóng thuế cho Canada thì người ta thấy là người ta phải có quyền để mua nhà ở Canada. Đó là lý do mà ngày 27 tháng 3 năm 2023 Canada mới chỉnh lại luật một chút xíu, có nghĩa là visitor thì vẫn tiếp tục là không được mua nhà, nhưng mà nếu như bạn có work permit và cái work permit của bạn có còn giá trị ít nhất là 6 tháng thì bạn vẫn có thể tiếp tục mua nhà ở Canada. Thời gian gần đây, Nga có làm việc với một số khách hàng có work permit ở những thành phố khác chuyển về Calgary, Alberta để mua nhà định cư hoặc là đầu tư. Thì khi mà mấy bạn liên lạc với Nga để mua nhà thì mấy bạn hỏi Nga là work permit của mình là close work permit hoặc là open work permit thì mình có mua nhà được hay không. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn là Canada không có quan tâm cái work permit của bạn là open work permit, có nghĩa là bạn có thể làm với tất cả các công ty nào không giới hạn, hoặc là close work permit không có quan trọng, miễn là cái work permit của bạn còn hạn trên 6 tháng thì bạn vẫn được mua nhà bình thường, không có phân biệt cái loại work permit của bạn là loại gì. Điều mà bạn cần lưu ý khi mà bạn mua nhà, khi mà bạn work permit là nếu như bạn có work permit thì bạn chỉ được mua nhà để ở, bạn không có mua nhà đầu tư và bạn chỉ được mua một căn mà thôi. Gần đây có một số bạn ở Ontario và BC liên lạc Nga để mua nhà ở Calgary khi các bạn có work permit. Lý do là ở những thành phố khác thì bạn mua nhà, ngồi cái chuyện mà bạn phải đóng land transfer tax và ở Calgary không có. Thì còn một điều đặc biệt nữa là ở Calgary, Alberta, khi mà bạn có work permit thì bạn mua nhà bình thường và bạn vẫn không có bị thuế cho người nước ngoài, gọi là foreigner tax, giống như những thành phố khác. Theo mình biết thì ở Ontario thì các bạn phải đóng là 25% cho thuế dành cho người nước ngoài, còn ở Calgary thì không. Thì không có sự khác biệt giữa cái người work permit holder với lại là permanent resident, bạn không có bị đóng cái thuế đó. Mình muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của một khách hàng của mình mà mình thấy rất là hay, là cái bạn khách hàng của mình thì bạn đó khi mà mua nhà thì bạn đang có work permit, bạn muốn tránh cái thuế cho người nước ngoài, nhưng mà do tính chất công việc của bạn, bạn vẫn phải ở Ontario thì bạn mới liên lạc với Nga để bạn mua nhà ở Calgary. Thì hiện nay cái nhà của bạn cho thuê đâu đó khoảng tầm 2.000 một tháng. Bạn xài cái tiền mà cho thuê ở Calgary để bạn trả tiền thuê nhà ở Ontario, tại vì bạn vẫn muốn giữ cái công việc hiện tại của ở Ontario. Thì Nga thấy đó là một cái rất là hay, bởi vì thứ nhất là với cái số tiền, cái nhà mà bạn đó mua với Nga là khoảng tầm đâu đó hơn 300.000. Thì với cái số tiền mà khoảng tầm 300.000 á, là bạn không có mua được gì ở Ontario hết. Trong khi đó với số tiền đó ở Calgary, bạn vẫn có thể mua được một cái condo rất là đẹp, hai phòng ngủ, hai phòng tắm. Và cái số tiền cho thuê đó thì bạn vẫn có thể dùng cái số tiền đó để trả tiền thuê nhà của bạn ở Ontario và bạn tránh được không có đóng cái thuế 25%. Với cái tình hình mà giá nhà tăng liên tục trong vòng 2 năm qua ở Canada thì chính phủ Canada vừa họp lại và vào ngày 4 tháng 2 năm 2024 thì người ta quyết định rằng là người ta sẽ kéo dài cái lệnh mà cấm người nước ngoài mua nhà. Thì theo như mình biết đó là vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì lúc mà cái dự thảo này ra thì mọi người chỉ định là cái chương trình này là sẽ kéo dài trong vòng 2 năm thôi, có nghĩa là sẽ cấm người nước ngoài mua nhà vào năm 2023
3, 2024, thì bây giờ người ta quyết định là người ta sẽ kéo dài cái chương trình này thêm 2 năm nữa, là sẽ tiếp tục kéo dài cho đến 2025, 2026 và sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thì như quý vị và các bạn đã thấy đó, thì cho dù bạn có work permit, bạn vẫn có thể mua nhà bình thường ở thành phố Calgary mà không cần phải đóng các loại thuế cho người nước ngoài như những tỉnh bang khác. Và bạn vẫn không có phải là đóng một cái số tiền down payment quá lớn, với số tiền down payment minimum là 5% thì bạn đã có thể mua nhà được ở thành phố Calgary. Nếu mà quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về tình hình bất động sản ở thành phố Calgary, tùy trường hợp cụ thể, Nga có thể tư vấn chi tiết hơn. Vui lòng liên lạc với Nga theo số điện thoại 403-918-7997 và email của Nga là nga.nguyen.realestate@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Và khi mà nói tới vấn đề mua nhà, thưa quý vị, có vẻ là nhiều cái thông tin tiêu cực, nhưng mà không phải tất cả các bạn trẻ Canada hiện nay đang từ bỏ cái việc mua nhà của mình. Theo báo cáo mới nhất từ Royal LePage thì họ cho biết rằng người Canada trẻ tuổi vẫn rất đang nỗ lực để có thể bước vào thị trường nhà ở ngay cả khi mà rào cản về khả năng chi trả vẫn còn tồn tại. Cuộc khảo sát được công bố để có thể đánh giá cảm nhận của người Canada trẻ tuổi bao gồm những người sinh từ năm 1986 đến 2006 về triển vọng sở hữu nhà của mình. Thì hơn một nửa, tức là 54% người trong nhóm tuổi này đã cho biết họ tin rằng sở hữu nhà là mục tiêu có thể đạt được. Tuy nhiên, một trong năm người đó cũng cho biết rằng họ không nghĩ rằng mục tiêu này nằm trong tầm tay của mình. Mặc dù Ngân hàng Canada đã cắt giảm lãi suất liên tục gần đây, chi phí đi vay tương đối đã giảm, nhưng mà nó vẫn đạt cao. Và đó là một trở ngại đối với những người mua nhà tiềm năng đang hy vọng sẽ có thể đủ điều kiện thế chấp và thâm nhập vào thị trường nhà ở, đặc biệt là khi mà giá nhà hiện nay được xem là vẫn giữ nguyên ở nhiều nơi trên cả nước. Hơn một nửa, tương đương với 52% người được khảo sát cho biết rằng họ không có đủ tiền tiết kiệm để có thể trả trước gọi là down payment, và có lẽ là họ không bao giờ có đủ tiền. Và mặc dù nhiệm vụ có vẻ là khó khăn, nhiều người Canada hiện nay vẫn đang rất nỗ lực cho cái mục tiêu của mình. Khoảng 45% số người được hỏi cho biết rằng họ đang tiết kiệm một cách siêng năng và cảm thấy rằng mình sẽ có thể đủ tiền để dành trong tương lai gần để mua nhà. Và 31% cho biết rằng họ tin tưởng vào một lộ trình về nghề nghiệp của mình có thể mang lại cho họ đủ thu nhập trong những năm tới để thực hiện giao dịch mua nhà. Và 42% cho biết họ đang tập trung vào việc thanh toán những hóa đơn và khoản vay để có thể duy trì điểm tín dụng của mình tốt nhất có thể. Và 34% hiện nay đang cắt giảm chi tiêu. Các kế hoạch và những cột mốc khác nhau đang lùi lại phía sau hy vọng sở hữu nhà đối với rất nhiều người. Nhưng mà những người trẻ tuổi hiện nay vẫn muốn mua nhà và cho biết rằng họ đang trì hoãn hoặc là trì hoãn một chút những cái kế hoạch du lịch của mình và tiến tới gần hơn với mục tiêu mua nhà. 27% đang trì hoãn việc đi du lịch và việc mà sống tự lập thì 17%, hoặc là trì hoãn việc lập gia đình chiếm 14% và tiết kiệm cho hưu trí chiếm 11%. Trong quá trình theo đuổi mục tiêu sở hữu nhà, nhiều người trẻ không chỉ tạm dừng những thú vui nhỏ hàng ngày của mình mà còn phải thỏa hiệp để có những tác động lớn đến sự ổn định tài chính lâu dài của mình. Và một trong số đó, đó chính là vai trò hỗ trợ của gia đình cũng ngày càng khó có thể bỏ qua khi nói đến khả năng mua nhà dành cho những người trẻ. 30% số người được hỏi cho biết rằng họ đang sống với gia đình của mình để có thể tiết kiệm tiền nhiều hơn, trả trước hoặc là không phải trả tiền thuê nhà trong suốt thời gian sống với cha mẹ của mình. Và 32% cho biết họ mong đợi nhận được sự hỗ trợ tài chính của cha mẹ để có thể mua nhà. Mong muốn tiến lên xuất phát từ niềm tin của nhiều người trả lời rằng việc mà sở hữu nhà là một khoản đầu tư dài hạn tốt và có thể mang lại sự ổn định về kinh tế. Khoảng 84% số người được khảo sát đã nói rằng họ nghĩ rằng việc mà sở hữu nhà là một khoản đầu tư đáng giá, với gần 3/4 cũng lưu ý đó là một ưu tiên mà họ sẽ phải đạt được và mong muốn đạt được. 32% cho biết sở hữu nhà là một phần trong kế hoạch nghỉ hưu của mình. Và với 45% khác đã nêu lý do là căng thẳng khi mà thuê nhà và họ không muốn quay trở lại để deal với những cái chủ nhà nữa, thưa quý vị.
Thân mời quý vị đến thưởng thức phở Mama tại số 515 Dundas Street West, Unit 7, Oakville, Ontario để có thể thưởng thức những món ăn Việt Nam đặc sắc được nhiều thực khách yêu thích. Ngoài ra, phở Mama còn nhận đặt tiệc cưới, đám hỏi, sinh nhật và nhiều sự kiện khác nhau. Xin liên lạc Hoàng Lợi, số điện thoại 647-292-1848 hoặc 289-725-8988. Phở Mama xin chân thành cảm ơn quý khách. Cao Services, chuyên dịch vụ chuyển nhà, văn phòng lớn nhỏ, dọn rác nội thất, sửa nhà, dọn kho và thiết kế sân vườn tại các khu vực Toronto và vùng phụ cận. Xin gọi 437-221-2259. E-Lights, chuyên cung cấp những loại đèn chùm, đèn LED hoặc là range hook. Chương trình giảm giá lên tới 50% đang diễn ra. Xin gọi lên đặng 416-277-3979. Julie xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian và để lại bình luận. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada.